Dạ xin kính chào tất cả quý cô chú bác và anh chị trên cả nước. Một mùa xuân Tân Sửu, xuân 2021 gần kề hết cô chú anh chị. Hôm nay là ngày 27 Tết âm lịch rồi. Chợ hoa ở Cần Thơ thì cũng khoe sắc rất là nhiều. Kênh cũng xin gửi lời kính chúc cô chú anh chị các bạn dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý hết cô chú anh chị. Mình cũng xin review hai cây mai. Hai cây mai cút cam nha cô chú nha. Cô chú anh chị thấy hai màu ha. Một cây bên đây là một cây giáo gin nè. Đó, bên đây là cây cút cam. Quá đẹp luôn nha cô chú anh chị. Cây này thì đế rất là đẹp luôn ha. Bông nó thì từ 24 đến 36 cánh nha cô chú anh chị. Bông màu cam ha. Đó, nhưng mà nếu mà để thấy màu cam thì mình nhìn bên kia màu vàng á cô chú anh chị. Bên đây màu cam nó sẽ dễ phân biệt hơn ha. Nhiều khi mình vô đây cái mình nó giống như một cái màu vàng đậm. Bông thì bông chùm. Anh Phương ơi, cây này có anh phải không? Cho em số điện thoại Zalo đi anh, em quên nè. 0919. Dạ 0919 38 11 13. Một cây gì là bao nhiêu anh? Cây dưới 3 triệu, cây trên 6 triệu. Dạ cây này là 6 triệu nha cô chú anh chị. Cây này đế đẹp, nằm chậu chữ nhật nha cô chú anh chị ha. Cái hoành của nó thì khoảng 22. Cây này là cây số 1 nha cô chú anh chị. 6 triệu ha. Bông nụ đều tàn luôn nha cô chú anh chị, còn nụ rất nhiều, bông nở lâu tàn hết cô chú nha. Cây này là 6 triệu nha cô chú anh chị. Còn cây thân lắc nha, thân nó lắc nè. Cây cút cam bông 24 đến 36 cánh đó chú, bông màu cam. Dạ bông cúc mai cút cam, còn bên kia là mai sườn. Quá đẹp luôn nha cô chú anh chị ha. Một cây nhỏ này thì 3 triệu không biết cô chú anh chị. Bông của nó bông cũng bông chùm nè ha, nở cũng 4 ngày rồi nha cô chú anh chị ha, mà còn ha. Bo ghép của nó này nè. Bông nó đang chuẩn bị nở đây, và bông này nó đang chuẩn bị nở nha quý cô chú nha, mấy bông nó đã nở rồi. Thank you.
Còn đằng này một cây cúc cam nữa nha cô chú anh chị nha. Mình cây cúc cam dáng bay. Cây dáng bay này như vậy chú Tám? Anh Phương cây này như vậy anh Phương? 45 triệu cây cúc cam dáng bay nha cô chú anh chị nha. Cái này thì chiều dài, chiều tàng bay nó cỡ 1, 2, 3, 4 cỡ 2 mét nha cô chú anh chị, tàng bay cỡ 2 mét ha. Rồi chiều cao thì khoảng 1 mét rưỡi. Cỡ anh, cỡ đó không anh? Cỡ 1 mét rưỡi, 1 mét 7 vậy. Dạ. Cái đó làm hồng nó bộ đẹp lắm. Dạ, hai cây cúc cam nha cô chú anh chị. Nụ rất là nhiều luôn ha. Đây nó đang ra nữa nè. Cây này 45 triệu ha anh. 45 triệu một cây dáng bay. Đây nụ này là chơi ngay Tết luôn rồi nha quý cô chú nha. Nụ nè cô chú anh chị ha, đều tàn hết nha, nụ đều tàn hết nha quý cô chú nha. Một cây cúc cam dáng bay. Mình đang review cây cúc cam nha cô chú anh chị ha. Tàn thì rất là đều luôn nha cô chú anh chị, một cây dáng bay. Tàn nó mình nhìn từ dưới, từ trên nhìn xuống nha cô chú. Đi dàn đế cho cô chú xem nha. Cái này 45 triệu. Đây là cái chi chi thân của nó để ghép lên nè cô chú nha, chi nhão luôn ha. Rồi bây giờ mình xin đi lại một cái cây ấy nha cô chú anh chị nha. Đi lại cho cô chú xem nha. Một cây cúc cam lại đây. Rồi. Cây này có giá là 3 triệu nha quý cô chú anh chị. Cây cúc cam lùng nè. Rồi một cây bonsai đế đẹp này thì có giá là 6 triệu.
đọt luôn nha cô chú nha. Rồi em xin kết thúc video luôn nha quý cô chú anh chị. Kính chúc cô chú anh chị đón một mùa xuân tân Sửu 2021 thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và sự như ý ha.